Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Gelatin. Gelatin, xuất xứ từ Pháp, quy cách đóng gói, bao 20 kg. Là một protein tồn tại ở dạng rắn màu hơi vàng, không mùi, không vị và có khả năng trương nở tốt ở trong nước. Gelatin là thành phần có trong keo động vật, được dùng để kiểm tra, đo lường hiệu suất đạn bắn từ súng cầm tay, là chất kết dính trong đầu diêm và giấy nhám. Là chất hồ bề mặt bên ngoài cho các loại giấy như giấy màu nước, giấy in bóng, giấy nghệ thuật và thẻ chơi. Giúp kiểm soát nồng độ đường huyết trong cơ thể người mắc bệnh đái tháo đường. Là thành phần tạo nên một lớp niêm mạc khỏe mạnh trong dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa. Có tác dụng làm giảm đau khớp. Là thành phần trong vỏ năng cứng và vỏ năng mềm. Là tá dược dính có trong viên nén cũng như thuốc đặt. Ngoài ra, gelatin còn là thành phần có trong các loại kem dưỡng ẩm, giúp cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn, thiếu đường nét và sẹo mụn. Khả năng xây dựng, tái tạo collagen cho cơ thể, giúp da trắng sáng, mịn màng. Có tác dụng tăng cường sức khỏe của tóc. Gelatin được sử dụng làm chất ổn định, chất làm đặc hoặc chất tạo kết cấu trong sữa chua, phô mai, kem và bơ thực vật. Là thành phần trong sản xuất một số loại bánh bao súp của Trung Quốc, các món tráng miệng, các loại nước trái cây và giấm. Được thêm vào một số loại thịt để tạo lớp men và ngăn hiện tượng thịt bị khô. Là thành phần có trong kẹo dẻo, giúp giảm sức căng của bề mặt siro, khả năng ổn định bọt thông qua quá trình tạo gel và ngăn chặn sự kết tinh của đường. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.